Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Tạp chí Giáo dục số 18. Chương trình do VTVCAP sản xuất, phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại thực hiện, được phát sóng trên kênh VTVCAP 6, các ứng dụng On, OnMe, YouTube OnEdu và trên fanpage OnEdu trường học 4.0. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 15 giờ ngày 5 tháng 7 đã có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Trong đó có 51.712 thí sinh tự do, chiếm 5,74%. Về bài thi tổ hợp, phần đông thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp khoa học xã hội, chiếm 55,38%. Số thí sinh đăng ký tổ hợp khoa học tự nhiên chỉ chiếm 32,9%. Do năm nay quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quy định, thí sinh chỉ được đăng ký một trong hai bài thi tổ hợp nên không có thí sinh nào đăng ký hai bài thi tổ hợp năm nay. Về đăng ký xét tuyển, trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi, có 643.122 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng, chiếm 71,45%. Sáng ngày 9 tháng 7 vừa qua, tại trường Đại học Vinh, Nghệ An, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ cốt cán về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường cùng đại diện của 31 Sở Giáo dục và Đào tạo và 66 cơ sở giáo dục đại học thuộc các tỉnh miền Bắc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường nhấn mạnh, năm học 2020 là một năm học đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, kỳ thi cuối cấp của học sinh lớp 12 có điều chỉnh quan trọng từ kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sang kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và giao trách nhiệm cho các địa phương thực hiện. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra với sự tham gia của lực lượng thanh tra bộ, các trường đại học, thanh tra nhà nước và lực lượng thanh tra các tỉnh, thành thị và thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo. Thứ trưởng cũng khẳng định, việc thanh tra tốt, đúng, trúng kịp thời sẽ giảm thiểu tối đa những sai sót, hạn chế trong quá trình kỳ thi diễn ra. Thưa quý vị, vừa qua Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La về việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã nhấn mạnh với các lãnh đạo địa phương không được chủ quan bất cứ khâu nào của kỳ thi. Tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đã báo cáo với đoàn về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Đến nay, tỉnh đã chỉ đạo ngành giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học, quản lý việc dạy học và ôn tập cho học sinh lớp 12, bám sát đề thi minh họa của Bộ, ra soát và chuẩn bị các điều kiện, chuẩn bị cho kỳ thi, tập huấn nghiệp vụ, thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, giao các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành giáo dục, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phùng Xuân Nhạ đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, ra soát và xây dựng đề án về bổ sung biên chế giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất về giáo dục, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo làm cơ sở hỗ trợ tỉnh trong thời gian tới. Trong cuộc họp báo quý 2 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bên cạnh việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới cũng như thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, câu chuyện về trường chuyên cũng là một vấn đề được dư luận cũng như báo chí đang đặc biệt quan tâm. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, trường chuyên được quy định tại Luật Giáo dục trong nhiều năm qua và trở thành một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân. Luật Giáo dục 2019 tiếp tục thể hiện điều này. Cụ thể, trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông dành cho học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập, nhằm phát triển năng khiếu về một số môn học trên cơ sở đảm bảo giáo dục phổ thông toàn diện, tạo nguồn đào tạo nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Trước đến giờ thì chúng tôi, Bộ luôn luôn phải nói là trường trung học phổ thông chuyên trước hết nó phải là một trường trung học phổ thông. Và trường trung học phổ thông này là trường luôn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông của Bộ. Cho nên là ở đây là có những cái điều kiện đã là để mà có cái phần cơ sở vật chất, có thể có những cái phần do nó là trường chuyên thì có những phần được đầu tư nhiều hơn cái danh mục tối thiểu, hay là đội ngũ giáo viên thì cũng là những cái người mà có cái năng lực
trội hơn so với những giáo viên bình thường khác, để từ đó thấy được cái việc thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông trong cái điều kiện đội ngũ giáo viên cũng như là phần cơ sở vật chất đáp ứng những yêu cầu của cái chuẩn như hiện nay thì nó sẽ tác động như nào tới chất lượng. Và trên thực tế thì với đội ngũ như thế, với cơ sở vật chất được đầu tư hơn so với trường trung học phổ thông bình thường một chút, thì là chất lượng giáo dục đại trà trong các trường giáo dục trung chuyên cũng đạt được cái chất lượng cao. Và từ đó thì mới nói đến cái chất lượng giáo dục mũi nhọn. Thưa các thầy, thưa các nhà báo, là cái số lượng mà học sinh chúng ta nhìn thấy mà thi quốc tế thì rất ít, mỗi môn chỉ có mấy em. Và từ đó xuống một bước nữa là thi quốc gia thì cũng không phải là nhiều. Còn đại đa số học sinh trong trường chuyên thì học chương trình bình thường, và chỉ có những cái em học sinh là ở lớp chuyên thì mới là học thêm các cái chuyên đề chuyên sâu của cái môn đúng theo năng khiếu sở trường của các em. Vì vậy cho nên là cái này sẽ thực hiện đúng cái tinh thần, tức là trên nền một cái giáo dục đại trà tốt ở trong cái trường chuyên thì từ đó mới là những giáo dục mũi nhọn của các em học sinh có năng khiếu, có sở trường, để mà từ đó giúp cho các em có cơ hội để phát huy hết cái tài năng của mình. Kính thưa quý vị, một trong những chủ đề đang được dư luận quan tâm trong những thời gian gần đây trong lĩnh vực giáo dục là tranh cãi về mô hình trường chuyên. Tranh cãi khởi nguồn từ ý kiến của một số chuyên gia cho rằng mô hình này chưa mang lại hiệu quả cũng như mong muốn và lãng phí đầu tư của nhà nước. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng gỡ bỏ mô hình trường chuyên là đáng tiếc. Nhiều quốc gia khác vẫn duy trì mô hình này để phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài. Và để bàn luận thêm về chủ đề này, kính mời quý khán giả hãy cùng đến với buổi trò chuyện của các chuyên gia của chúng tôi ngay sau đây. Xin chào các quý vị khán giả. Đến với chương trình ngày hôm nay, Trang được trân trọng giới thiệu có hai vị khách mời đến tham dự chương trình. Đầu tiên là tiến sĩ Nguyễn Đức Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, vị khách mời tiếp theo là cô Đỗ Khánh Phượng, giáo viên ngữ văn của trường Hetman Gmener Hà Nội ạ. Xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Giáo dục. Vâng, như các quý vị khán giả cũng như là mọi người cũng biết là hệ thống trường chuyên hiện nay cũng đã có một thời gian dài tại Việt Nam rồi. Vậy thì không biết là những lợi ích mà hệ thống trường chuyên đã mang lại cho Việt Nam đó là gì ạ? Hiện tại tôi đang làm trong lĩnh vực giáo dục. Mà trước đây tôi cũng là một học sinh chuyên toán của Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau đó tôi cũng đã từng dạy chuyên toán của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đấy thì tôi trực tiếp và theo dõi cả cái quá trình từ khi hình thành hơn 50 năm và phát triển của cái hệ thống trường chuyên của Việt Nam. Đấy, bắt đầu từ những cái lớp toán đặc biệt, đấy, sau đó là thêm cái chuyên hệ chuyên văn thành lập ở các tỉnh, chuyên toán chuyên văn, và khoảng độ hơn 20 năm gần đây thì thêm các hệ chuyên khác và thành lập các trường chuyên ở các tỉnh và ở các trường đại học. Đấy, phải nói rằng là qua quá trình hình thành và phát triển thì hệ thống trường chuyên đã cung cấp một cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Đấy, và đóng góp ở những vị trí có vị trí trong xã hội, nhất là trong ở những lĩnh vực về khoa học công nghệ. Đồng thời các trường chuyên cũng mang về rất nhiều những cái giải cao trong các kỳ thi khu vực và quốc tế, là niềm tự hào, là nguồn cảm hứng cho các thế hệ học sinh học tập và nghiên cứu khoa học. Vâng, còn với cô Phượng thì cô đánh giá như nào ạ? Thực ra thì bản thân tôi cũng đã được học chuyên từ khi vào lớp 5. Có nghĩa là khi lớp 4 tôi có giải thì đương nhiên là tôi được vào trường chuyên và cũng không biết rằng mình được vào trường chuyên cả. Và ngày đấy không gọi là trường chuyên mà gọi là trường năng khiếu dành cho học sinh cấp 2. Thế thì rõ ràng tôi nhận thức một điều là khi vào đó cái môi trường giáo dục của tôi nghiêm khắc hơn. Và cái việc đòi hỏi, cái việc học hành của tôi nó cũng nhiều và nghiêm túc. Sau đấy thì khi tôi ra trường, tôi lại quay lại chính cái ngôi trường đấy tôi dạy. Và lúc đấy thì người ta đã xóa bỏ chuyên cấp 2, nhưng bản thân cái môi trường tôi dạy vẫn là một trường chất lượng cao và cũng vẫn là cái nơi đào tạo những học sinh hàng đầu của cả huyện Thọ Xuân, để những cái học sinh đấy đi thi có giải ở cấp tỉnh. Và chính vì thế tôi thấy rằng là cái môi trường trường chuyên với tôi là một cái môi trường rất là quen thuộc. Đồng thời tôi cũng đã nhìn thấy được những thành tích mà những người bạn của tôi hay là những cái thế hệ học trò của tôi ở trường chuyên đem lại.
Thế thì ta không nói đến cái vấn đề thành tích trên cái cơ sở những cái giải nữa, mà sau này cái sự thành bà đạt của các bạn ấy ở cuộc đời thì quả thật là cái số lượng học sinh ở trường chuyên nhiều hơn ở trường thường rất là nhiều. Đó là những cái điều mà tôi ghi nhận thực tế tôi trải qua, chứ không chỉ đơn giản là cái phần lý thuyết mà chúng ta nói về cái giá trị trường chuyên như chúng ta vẫn nghĩ. Hiện nay thì chúng ta cũng thấy là ở trên các trang mạng có tranh luận rất là nhiều về việc là ở nước ta thì có nên bỏ trường chuyên hay không. Vậy thì nếu mà bỏ hệ thống trường chuyên Việt Nam thì hệ thống các trường chuyên sẽ phải thay đổi như thế nào để phù hợp với các xu thế hiện nay của xã hội ạ? Thì vừa rồi có một trên trang mạng Facebook của một tiến sĩ nguyên là cựu học sinh của trường Amsterdam đấy, có đưa ra cái chuyện là không nói bỏ trường chuyên mà là tư nhân hóa trường chuyên, vì tiến sĩ ấy cho rằng là cái vấn đề chủ yếu là vấn đề về công bằng trong đối với đào tạo, vì cho rằng là cái mức đầu tư cho trường chuyên là nhiều hơn bình thường, gấp từ 2 đến 3 lần đối với trường thường, thì tại sao lại có cái sự bất bình đẳng như vậy đấy, chứ không đề cập đến vấn đề về bỏ trường chuyên. Đấy là có một số ý kiến như vậy. Thế còn về trường chuyên thì chúng ta biết rằng là đều đã được đưa vào mô hình trường chuyên, đã được đưa vào luật giáo dục năm 2019 đấy, luật mới nhất đấy, và cái sứ mạng cũng như là sự tồn tại trường chuyên đã được khẳng định, chất lượng đào tạo đã được khẳng định đấy, và cái đóng góp cho xã hội về nhân lực cũng như là đóng góp trực tiếp cho giáo dục, nâng cao cái trình độ bản thân cho các trường chuyên cũng như là mặt bằng chung của giáo dục Việt Nam đã được khẳng định, thì chúng ta sẽ nghĩ cách để làm tốt lên đấy, chứ không phải là để triệt tiêu nó đi đấy, nhất là trong cái bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay đấy, thì các trường chuyên cũng phải đổi mới đáp ứng cái yêu cầu về đổi mới về kinh tế xã hội cũng như là khoa học kỹ thuật, cũng như phù hợp với cái xu hướng của thế giới để thích ứng với cái những cái thay đổi chuyển đổi của thế kỷ 21. Thực tế thì hôm vừa rồi tôi có làm một cái buổi tư vấn tuyển sinh, hôm đấy có cái sự góp mặt của thầy hiệu phó của chuyên đại học sư phạm Hà Nội, và hôm đấy tôi cũng tư vấn tuyển sinh cho chính ngôi trường đấy, thì có một bạn học sinh là bạn tên là Khánh Linh, bạn ấy đã đến làm khách mời, và tôi nhận ra rằng học sinh trường chuyên của cái thời đại này khác hẳn cái thời của chúng tôi, đó là các em không chỉ biết học mà các em có những cái hoạt động rất là sôi nổi, có những câu lạc bộ rất là hay, và các em đã tự tổ chức, tự sáng tạo những cái hoạt động của mình. Vậy thì rõ ràng nói đến chuyên là nói đến những con gà nòi để đi đấu đá, nói đến việc là các em chỉ biết học để lấy những cái giải cao, dường như đấy là cái nhìn nhận của những người trong quá khứ, những người như cái thời đại chúng tôi. Còn khi ngày nay chúng tôi tiếp cận với học sinh chuyên thì chúng tôi nhận ra rằng đúng, họ vẫn rất tốt trong cái môn thi chuyên của mình, nhưng bên cạnh đó học sinh trường chuyên ngày nay cũng đã rất là năng động. Vậy thì tôi đặt ra vấn đề, cái năng động đấy từ đâu mà đến? Rõ ràng chắc chắn phải từ thay đổi của nhà trường. Và nếu như chúng ta không yêu cầu thì bản thân các trường chuyên để có thể tồn tại trong cái sự cạnh tranh rất khốc liệt giữa các trường quốc tế ngày nay, cũng như là cái sự đòi hỏi mới mẻ của xã hội, thì bản thân các trường đã thay đổi. Và khi các trường thay đổi thì học sinh sẽ có một môi trường học rất là thuận lợi, bởi vì ở đó các con không chỉ được học kiến thức nâng cao về môn chuyên của mình, mà các con vẫn được học những kiến thức cơ bản, và quan trọng hơn, kỹ năng sống của các con vẫn được hình thành. Như vậy thì đấy là những cái ưu điểm mà ta không thể phủ nhận được khi mà ta nhìn vào cái hệ thống trường chuyên hiện giờ đang tồn tại. Đấy cũng là một số những cái điều mà tôi muốn nhìn một cách khách quan, bởi vì bây giờ thì tôi không dạy chuyên nữa. Vâng, nếu mà chúng ta không bỏ những trường chuyên đó thì những trường chuyên này thì sẽ có cần thay đổi những cơ chế chính sách như thế nào không ạ? Theo tôi thì để đổi mới hoạt động trường chuyên, các trường thì thực ra đã chuyển đổi rất là nhiều đấy, như là thêm các câu lạc bộ văn thể mỹ, tăng cường các hoạt động câu lạc bộ đấy, rồi là chú trọng có hẳn một cái đề án về ngoại ngữ đấy, có điều lệ về trường chuyên riêng đấy, và chú trọng các hoạt động giáo dục trong nhà trường đấy. Tuy nhiên thì theo tôi thì vẫn phải cái điều chỉnh, vì các em bản thân trường chuyên đấy là đảm bảo cái là trường phổ thông, phải đảm bảo cái chương trình tất cả các môn học ở trường phổ thông đấy, do đó thì cũng phải điều chỉnh cái chương trình theo đúng yêu cầu của luật giáo dục 2019 đấy, là trường phổ thông, đồng thời là bồi dưỡng cho các em ở những cái môn học có năng khiếu đấy. Do đó thì thứ nhất theo tôi là phải
về cái chương trình nhà trường, bên các trường cũng tự chủ rất là nhiều đấy, để đảm bảo sao cho là vẫn đảm bảo chương trình phổ thông, đồng thời là vẫn bồi dưỡng được các tài năng ở trong các môn học, trong các lĩnh vực đấy, cụ thể. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là tôi cũng nghĩ rằng là đối với các thầy các cô cũng cần phải đổi mới cái phương pháp công nghệ dạy học thích ứng đấy, chứ không chỉ là chuyên môn. Đấy, một trong những cái có thể xem là các thầy cô thường là giỏi chuyên môn lại ít chú trọng đến các cái kỹ năng khác. Kỹ năng như là công nghệ, như là phương pháp dạy học. Đấy, ngoại ngữ thì cũng đã chú trọng rồi, nhưng theo tôi là trong cái thời buổi hội nhập sâu rộng của Việt Nam trong giáo dục cũng phải chuyên sâu hơn nữa. Các thầy cô cũng phải tăng cường cái ngoại ngữ. Đấy, một trong cái nữa mà theo tôi là cũng nên điều chỉnh, đó là về cái mô hình trường chuyên. Thực ra trường chuyên bây giờ cũng có rất nhiều cái mô hình trường chuyên cấp tỉnh như Amsterdam, đấy, trường chuyên thuộc đại học. Đấy, một số trường như trường là Chu Văn An lại có là có những lớp chuyên. Đấy, như vậy chúng ta thấy là có đa dạng. Chúng ta cần phải đa dạng hóa các trường chuyên để phục vụ nhiều đối tượng hơn nữa. Đấy, rồi là có các học sinh cận chuyên ở các trường chuyên cũng có học sinh tỷ lệ cận chuyên. Đấy, các em được hưởng thụ cái cơ sở vật chất, điều kiện, các điều kiện đảm bảo để học tập. Như vậy theo tôi cũng rất là tốt, cần phải đa dạng hóa. Cái nữa theo tôi là cũng nên theo xu hướng chung thì vì chúng ta bây giờ chuyên là chuyên một môn thì nên rằng là cái này chắc phải thời gian theo một số lĩnh vực. Đấy, và đặc biệt có thể chúng ta là cách thức tổ chức học tập phù hợp. Đấy, chẳng hạn như là không tổ chức ra những cái lớp chuyên riêng, chuyên toán riêng, chuyên lý riêng. Đấy, mà chúng ta có những cái lớp mà chung. Đấy, trong đó thì tổ chức các lớp học ví dụ như là lớp toán, lớp lý, lớp hóa, lớp sinh. Đấy, trong cái thời gian như vậy tổ chức dạy học. Đấy, để các em nào có khả năng, có niềm đam mê, sở trường, như có thể các em thể lựa chọn toán, có thể lựa chọn hóa, hoặc các em có thể lựa chọn nhiều môn để cho các em không chỉ là chuyên biệt về toán vì nó hay là về hóa, vì thực tế cái phổ thông, cái kiến thức thì vẫn là chỉ là kiến thức nền tảng. Đấy, để thành nhân tài các em phải cần được đầu tiên là phát hiện, bồi dưỡng một thời gian dài nữa trong quá trình học đại học và hơn nữa. Đấy, một nữa, một cái điều nữa mà tôi cũng rất là chăn trở, đấy là cái đổi mới về thi đầu vào. Đấy, chúng ta hiện nay thi đầu vào thì cũng thi toán văn đấy và cái có thể là ngoại ngữ và cái một môn chuyên. Đấy, như vậy chúng ta sẽ theo một cái chiều dọc. Đấy, nhưng rõ ràng lên đại học chúng ta có rất nhiều ngành nghề đấy, và dẫn đến tình trạng là có thể các phụ huynh rồi là học sinh là chạy đua, đâm ra là các em lại tập trung học để thi vào ngay từ cấp 2 trung học cơ sở. Đấy, nên là theo tôi là cái cũng cần phải đổi mới cái tuyển sinh đầu vào cho các trường chuyên theo hướng đánh giá năng lực. Cái tuyển sinh đầu vào của trường chuyên thì bản thân tôi là người có kinh nghiệm, bởi vì tôi là giáo viên phổ thông và năm nào tôi cũng có những phụ huynh gửi gắm cho con thi chuyên môn văn. Thế thì tôi nhận ra một điều thế này này, thực ra là các em ôn thi chuyên ấy, các em thường có thói quen thế này, đó là tìm đến một giáo viên nào đấy chuyên luyện chuyên, và khi các em ôn luyện chuyên như thế thì giáo viên cũng sẽ theo một cái lối mòn bằng cách tìm cái cấu trúc ra đề chung của chính cái ngôi trường đó trong 5-6 năm và tìm hiểu xem cái cấu trúc đấy như thế nào. Sau đấy thì ra những cái đề tương tự như vậy để luyện cho các em. Và luyện cho các em rất nhiều đề như thế để lúc khi các em đi vào thi ấy thì các em cứ yên tâm rằng các em đã thạo cái dạng đề đấy rồi, thạo cái dạng ra câu hỏi như thế rồi. Và dẫn đến cái việc tôi đặt ra một vấn đề, liệu các em có thật sự có năng khiếu về cái môn chuyên đấy không? Hay là vì các em được luyện nhiều mà các em thành kỹ năng? Và cái cách phát hiện học sinh chuyên như bây giờ đã là phù hợp chưa? Tôi không phủ nhận học sinh chuyên thì các em vẫn là phổ thông, chúng ta vẫn cần có toán, vẫn cần có văn, vẫn còn có ngoại ngữ, đó là những cái cơ bản, là cái nền. Tuy nhiên cái xác định là em có năng khiếu thi chuyên hay không thì qua một bài thi, và một bài thi theo một cái cấu trúc đề cố định, thì quả thực là tôi thấy nó rất có vấn đề. Bởi vì như vậy chúng ta sẽ tìm được những học sinh được luyện như những con gà nòi, chứ không phải là những học sinh thực sự có năng khiếu về môn chuyên. Đấy là những cái mà thật sự tôi đã nhìn thấy và tôi chăn trở. Như cô Phượng chia sẻ thì đây cũng là một cái rất là bất cập đối với các trường chuyên. Tại vì là
bố mẹ thì cũng rất là mong muốn con vào trường chuyên và đặt gánh nặng cái áp lực đó dành cho con cái. Chính vì thế mà khi mà các con cái vào trong những trường chuyên đó thì chuyển sang một cái chế độ là học tập chạy theo kiểu chạy đua vũ trang. Chính vì thế điều này nó có gây ra cái phản giáo dục không ạ? Thứ nhất là tôi bổ sung thêm, tức là các chuyên gia của trường đại giáo dục thì đã từ năm 2013 đã thiết kế những cái bài test đấy, về chỉ số thông minh IQ, rồi là về chỉ số cảm xúc cũng như là chỉ số vượt khó đấy, để thực hành, để đánh giá đầu vào và thực hiện một số ở một số trường chuyên. Thì theo tôi là cách đánh giá này cũng nên phải khai thác đấy, để chúng ta phải khai thác cái đổi mới hoạt động đầu vào đấy, để làm sao để cải thiện. Thì tôi nghĩ rằng với cách làm này thì tránh được cái việc là chạy đua vũ trang đấy. Chúng ta học những cái không biết là về môn văn thế nào, môn toán như thế nào, nhưng mà đôi khi chúng ta học những cái thiên về những cái kỹ thuật làm bài là chính, chứ không phải học để phát triển năng lực. Đúng rồi. Đấy, nếu mà các em mà luyện được những cái để phát triển năng lực của mình thì tốt quá đấy, để làm sao các em nó cũng rất là tự nhiên và đánh giá được đúng cái năng lực, cái sở trường, cái năng khiếu của các em, chứ không phải là các em làm bài quen và quen đến lúc vào là cứ thế các em làm. Còn một điều nữa, thực ra tôi thấy thầy cũng nói không sai, đó là những cái bài test phát triển năng lực, và bản thân tôi cũng thế. Tôi đã quan sát ví dụ như là chuyên ngoại ngữ hay là bản thân trường HET cũng là một trong trường có những cái bài đánh giá như thế. Tuy nhiên tôi lại nhận ra một vấn đề thế này này, trong những cái bài đánh giá thế thì tất nhiên câu hỏi chúng tôi không bao giờ nhận được, bởi vì sau mỗi cái kỳ thi, kể cả thi thử, thì câu hỏi đều được thu lại. Và tôi cũng nghĩ rằng đấy là một cái sự đảm bảo, cái yếu tố là cái kho đề không bao giờ bị lộ ra. Xong cái việc ôn luyện nó vẫn diễn ra, và thậm chí là diễn ra ở ngay tại các trường chuyên. Thế thì liệu như thế thì những cái bài test đấy nó còn có giá trị không? Đấy cũng là một vấn đề mà tôi đang đặt ra. Bởi vì bản thân tôi biết mỗi năm các trường chuyên đều đăng tải những cái quảng cáo về những cái lò luyện thi của chính trường mình mở ra. Và những cái lò luyện thi đấy được đăng tải như thế, cái số lượng học sinh ở Hà Nội và đến tham gia là chủ yếu, ở các tỉnh thì các em ít có điều kiện đến hơn. Và những cái môn thi đúng, tôi yêu cầu, tôi nghĩ rằng đánh giá năng lực thì phải đánh giá một cách toàn diện, nhưng thành ra các em phải test đến cả 9 môn đấy. Bởi vì như tôi nhìn thấy cái tổ hợp thi của các em cũng là đến 9 môn, mà nếu như kết hợp với cả cái chuyện luyện lò luyện thi được mở ngay trong trường như thế thì quả thực nó cũng trở thành một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó sẽ giống như bạn Trang nói, đó là cuộc chạy đua vũ trang không kết thúc mà lại vẫn tiếp tục, nhưng có điều nó biến thái hoặc là biến tướng thành một cái hình thức khác thôi, chứ nó chưa chấm dứt được. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà tôi nhìn thấy thực tế qua cái công tác có đào tạo học sinh thi chuyên trong một số năm gần đây ở tại Hà Nội. Vâng, không biết là đã có nhà trường nào thực sự quan tâm đến các em học sinh đang mong muốn gì, và có, tôi thực ra là tôi biết là chưa có một cái diễn đàn nào để tổng hợp lại tất cả những cái ý kiến đó của các em cũng như là các bậc phụ huynh, đúng không ạ? Các trường chuyên thì là một ngôi trường thứ nhất là rất đặc biệt, các em cũng rất là giỏi, các thầy cô cũng là thầy cô giỏi, điều kiện cơ sở vật chất rất là tốt, nên là chắc chắn rằng mong muốn của các em thì các thầy cô cũng rất là muốn, của người học mà, thì nhà trường thì học sinh rồi là nhất là trường chuyên thì chắc chắn là rất được quan tâm thông qua nhiều kênh, thông qua các diễn đàn này, thông qua thậm chí là thông qua các buổi học, đúng không? Thông qua giáo viên chủ nhiệm, thông qua các hoạt động đấy, thì nhà trường sẽ hiểu cái mong muốn, cái nguyện vọng sở trường cũng như là sở đoàn, hay là làm nào để bồi dưỡng, phát hiện bồi dưỡng các em. Ở đây ý muốn nói có lẽ là những cái mong muốn về đấy thì cá nhân, đúng không? Đấy, mong muốn cá nhân thì tôi nghĩ rằng là hay là một cái diễn đàn chung đấy, thì tôi nghĩ rằng các em bây giờ còn cũng rất là thông minh. Đấy, các em cũng quyền rõ ràng bây giờ có mạng xã hội, quyền của học sinh rồi là phụ huynh, tiếng nói rất là lớn, nhà trường luôn coi trọng, mặc dù không trong trường chuyên, tôi nghĩ rằng nhà trường luôn coi trọng cái mong muốn, những cái ý nguyện của học sinh, thông qua đó thì sẽ hỗ trợ cùng với gia đình, nhà trường, xã hội để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện các em. Như tôi thấy đấy, chuyên đại học sư phạm cũng có rất nhiều hoa khôi và có rất nhiều bạn nổi bật ở các trường đại học. Và tôi nhận ra rằng cái việc mà giữa cái việc các em học tốt môn chuyên và thỏa mãn cái ý muốn hay cái sở thích của các em, nó không hề mâu thuẫn với nhau. Thực tế là nó không hề mâu thuẫn. Thế thì nó có thể hài hòa được, thì làm sao chúng ta lại phải phân biệt rạch ròi làm gì? Chỉ tiếc trong những bạn như thế này này. Ví dụ như các bạn thật sự có năng khiếu nổi bật
về những lĩnh vực văn hóa và thể thao. Và cái nhu cầu của các em là muốn đi những cái lĩnh vực đó khi các em còn rất là nhỏ để có thể phát triển kịp với năng khiếu của các em. Nhưng phụ huynh lại cứ thích con vào chuyên những cái môn của khoa học cơ. Thế thì dẫn đến tình trạng là các em không được lựa chọn theo cái năng khiếu khác của mình. Thì đấy mới là cái điều đáng tiếc. Nhưng tôi nghĩ rằng với những em mà thật sự có năng khiếu nổi trội thì các em cũng sẽ tìm được cho mình cái hướng đi của mình. Còn cái việc các em lựa chọn trường chuyên thì đâu phải, tôi nhận ra một điều, chúng ta phải thẳng thắn mà nói, ngày nay học sinh chọn trường chuyên không phải để thi đấu, để có giải nữa, mà đôi khi phụ huynh chọn cho con cái môi trường chuyên hoặc định hướng cho con môi trường chuyên bởi vì đó là một môi trường học mà theo họ là sạch, là lành. Mà con, những cái đứa trẻ ngoan ngoãn, chịu khó học, những đứa trẻ quan tâm đến việc học và những gia đình bố mẹ quan tâm đến việc học thì sẽ tập trung vào đấy. Vậy họ chọn cho con là chọn môi trường để con họ an toàn hơn, chứ không đơn giản là chọn để con họ có cái giải nhất, giải nhì hay cái huy chương như là chúng ta thường thấy nữa. Đó cũng là một cái quan niệm nữa mà chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan khi chúng ta tiếp cận với môi trường chuyên. Một điều nữa tôi cũng bổ sung thêm là trong một trường chuyên ấy, thì các em cũng có cái sở trường, cái năng lực nó cũng nhiều bạn học giỏi cùng nhau. Đấy, nên và trong môi trường chuyên tính cạnh tranh cũng rất là cao. Đấy, thầy mà được dạy trò giỏi, thầy mới cố gắng. Thì trò được học thầy giỏi thì trò cũng tiến bộ lên. Học các bạn, thầy và trò cùng tiến bộ. Đấy, theo tôi là một, đấy là cái môi trường, đó là môi trường. Cũng là cạnh tranh, cũng là ganh đua đấy. Đấy, nhưng mà là ganh đua để phát triển. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không thái quá. Đấy, làm sao để mọi việc nó ở cái mức mà cân bằng, nhất là trong cái tuổi phát triển ở trường trung học phổ thông. Vâng, tôi cũng đọc ở đâu đó thì có một cái câu nói như thế này ạ. Bồi dưỡng người tài, đóng góp cho phát triển đất nước. Nhưng mà dạo gần đây thì tình trạng chảy máu chất xám vẫn đang diễn ra khá là phổ biến mà rất là nhiều người biết. Và dẫn đến hoài nghi việc người tài khi được bồi dưỡng thì có thật sự là giúp ích được cho đất nước phát triển không ạ? Cái này thì chúng ta thấy một điều là thế này này. Kể cả cái cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, với cuộc thi rất là lớn và đã rất là lâu của đài truyền hình, thì mỗi năm những cái thí sinh đó vẫn đi nước ngoài. Thậm chí những bạn giải nhì, giải ba rồi cũng tìm mọi cách đi nước ngoài. Và thực ra tôi nhận ra một điều, cái môi trường chuyên ấy, học sinh rất thích săn học bổng. Và các em đua nhau săn học bổng để tìm cho một cái cơ hội đi học tập và làm việc ở nước ngoài. Thế thì đặt ra vấn đề là đấy có gọi là chảy máu chất xám hay không? Thế thì theo chúng ta là cứ phải làm việc ở đất nước, cứ phải sống gắn bó với đất nước mới là công hiến. Thực ra cái quan niệm này tôi nghĩ rằng không còn đúng nữa. Bởi vì khi mà các em cống hiến bây giờ thì những cái sản phẩm của các em là những sản phẩm mang tính khoa học. Và khi là sản phẩm mang tính khoa học thì nó là trí tuệ của toàn nhân loại đều có thể sử dụng được. Thế thì các em có thể sống ở bất kể nước già nát nào, quốc gia nào, các em vẫn có thể có được những sản phẩm đó và các em vẫn có thể đóng góp cho cái trí tuệ nhân loại. Như vậy thì chúng ta vẫn được hưởng mà. Bên cạnh đó không thể phủ nhận rằng cái việc các em làm việc ở nước ngoài, các em sẽ tạo ra được một cái số lương nhiều hơn trong nước. Vậy thì ngoại tệ đấy sẽ đi đâu? Chắc chắn một điều, các em sẽ có những cái đóng góp trở lại cho đất nước. Và đấy cũng là một cách để chúng ta tăng nguồn ngoại tệ. Và đồng thời quan trọng hơn, chúng ta vẫn khẳng định được vị thế của mình đối với thế giới cơ mà. Vậy thì sao chúng ta lại ngăn cản những người tài đi tìm cái mảnh đất của họ? Rõ ràng nếu như nhìn như thế thì đó là một cái nhìn rất là ngắn. Cái chảy máu chất xám trong thời đại ngày nay, chúng ta phải có một cách nhìn nhận khác thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta mới khuyến khích được người tài. Tôi cũng nhất trí với ý kiến của cô Phượng. Không, nhưng mà thực tế những cái chúng ta gọi là những tài năng ở các trường chuyên mà được bồi dưỡng, mặc dù là đi học sau đó đi học nước ngoài và làm việc ở nước ngoài, trưởng thành ở nước ngoài, nhưng mà rất nhiều tấm gương đóng góp cho đất nước. Đấy, thông qua mặc dù vẫn làm việc nước ngoài đóng góp đất nước hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Đấy, lấy ví dụ như là giáo sư Ngô Bảo Châu đấy, giải tiếng Phin. Đấy, giáo sư bây giờ đang giảng dạy ở Đại học Chicago Mỹ. Đấy, nhưng mà giáo sư vẫn là viện trưởng viện toán cao cấp, có rất nhiều đóng góp, vẫn đào tạo cho người Việt Nam bằng kênh này kênh khác, giới thiệu các nhà khoa học đối với đất nước. Hay là giáo sư Vũ Hà Văn đấy, chẳng hạn, rất nhiều những trường hợp. Đấy, mặc dù là làm việc nước ngoài đấy, nhưng mà vẫn còn rất nhiều cái đóng góp, có rất nhiều tấm gương như thế. Chứ chúng ta không nhìn nhận vấn đề. Đấy, cô Phượng có nói là đóng góp nhân loại cũng là đóng góp cho đất nước. Tôi đồng ý, tôi hoàn toàn đồng ý. Đấy, và trong tôi cũng đã từng ở nước ngoài, rất nhiều các cựu học sinh trường chuyên đấy, cũng thành đạt, cũng đóng góp cho cộng đồng, bản thân cộng đồng. Đấy, và hiện tại như tôi đang ở Đại quốc gia đấy, thì cũng rất nhiều học sinh chuyên là cũng quay trở lại đóng góp cho
các trường chuyên ở đại quốc gia cũng như là cho đại quốc gia với những cái vai trò khác nhau. Dạ vâng, ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn thầy Huy cũng như là cô Phượng đã bớt chút thời gian đến tham dự với chương trình. Thưa quý vị, mặc dù còn những điểm bất cập nhưng không thể phủ nhận rất nhiều nhân sự có năng lực trong các cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay đã từng theo học trường chuyên. Và hơn nữa, một quốc gia luôn có nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, hệ thống phát triển, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cần được cân nhắc và triển khai cẩn trọng, thực chất để mang lại hiệu quả cao nhất, đóng góp sự thịnh vượng cho đất nước. Buổi nói chuyện vừa rồi cũng đã khép lại số tạp chí giáo dục tuần này. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.